Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy là chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive phiên bản 2022. Thì thật ra với cái chiếc xe này, đây là cái chiếc xe mà Duy cực kỳ yêu thích luôn các bạn. Với cái tên là Exclusive bạn thì nó sẽ thể hiện đúng chất của cái chiếc xe E200 này. Đó, các bạn thấy là với cái thiết kế rất là cổ điển cũng như là rất là sang trọng của Mercedes-Benz thì các bạn vẫn thấy được giữ cái nét truyền thống là bạn logo đứng ở trên capo cũng như là lưới tản nhiệt dạng là nhiều nang. Đó thì thực ra là với ngoại hình của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive phiên bản 2022 này nó cũng không khác gì so với lại phiên bản 2021. Đó, nhưng đối với cái chiếc xe 2022 này với giá bán là 2.470.000.000, có nghĩa là nó sẽ cao hơn là 160.000.000 so với lại phiên bản 2021. Thì với 160.000.000 đó thì các bạn sẽ được những gì trên chiếc xe E200 Exclusive này? Đó, thì trước khi mà đi vào cái phần chi tiết đó thì Di sẽ mời các bạn xem lại một vòng cái ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe E200 Exclusive này. Đó, thì Di nghĩ là với cái clip mà Di đã review thật là kỹ cái chiếc xe E200 Exclusive này rồi thì Di có thể là mời các bạn xem lại ha, cũng như là các chị các bạn nào chưa xem chiếc xe E200 này thì Di cũng sẽ qua cái clip này Di sẽ cố gắng quay thật là nhanh ha, để cho các anh chị các bạn xem lại một vòng bên ngoài cũng như là bên trong của chiếc xe E200 Exclusive này. Đó, về phần ngoại thất thì các bạn sẽ thấy ha. Đó, chiếc xe của chúng ta nó được thiết kế rất là khác so với là E180 cũng như là E300 AMG ha. Thì bởi vì là chiếc xe của chúng ta mang cái dáng dấp là sang trọng ha, cổ điển cũng như là lịch lãm. Còn E180 cũng như là E300 AMG thì được thiết kế theo phong cách thể thao và cá tính hơn. À, các bạn thấy nè, đèn xe của chiếc xe E200 Exclusive này thì nó cứ sử dụng cùng một cái đèn với lại E180. Đây là cái đèn LED toàn phần thôi các bạn, chứ không phải là đèn multi-beam LED giống như trên chiếc xe E300 AMG ha. Đó, và đi sang bên hông một chút xíu nữa, các bạn sẽ thấy là cái bộ mâm xe của chiếc xe E200 Exclusive này thì đây là một cái bộ mâm mà các bạn thấy không, nó rất là cổ điển luôn. À, nó rất là cổ điển luôn, rất là đơn giản đó, mâm đa chấu nhiều nang được sơn màu bạc vậy thôi ha. Tiếp theo nữa là Di sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nữa, các bạn sẽ thấy là tay nắm cửa được bọc rơm, đồng nghĩa với việc chiếc xe E200 Exclusive của chúng ta được trang bị cái tính năng là Keyless Go, lock cửa cũng như là mở cửa thông minh ha. Ok, đi ra phía sau một chút xíu nữa các bạn, khu vực phía sau này thì các bạn sẽ thấy là cái đèn xe hầu như là phía sau của chiếc xe E200 Exclusive nè, E300 AMG cũng như là E180 thì hầu như là y chang nhau, rất là khó phân biệt được bạn, hầu như là Duy nghĩ là giống gần như là 100% luôn. Đó, cốp xe của chúng ta là mở cốp rảnh tay. Đó, chúng ta đá cốp thôi là xe của chúng ta nó đã bật lên rồi. Thì đối với những cái chiếc xe Mercedes-Benz bên Duy các bạn thì những cái chiếc xe được trang bị cái tính năng là lock cửa, mở cửa thông minh thì thông thường sẽ đi kèm với tính năng là đá cốp luôn. Đó thì E200 Exclusive này thì cũng không ngoại lệ ha. Trên này nó sẽ có hai cái nút bấm để đóng mở cốp cũng như là khóa xe. Đó, ngoài ra thì cái E200 Exclusive này cũng như là cái dòng xe E-Class nói chung, đó thì cái phần cốp xe ở bên trong các bạn nó rất là rộng luôn, thì nó có thể nói rộng hơn cả dòng xe S-Class luôn. Đó, và một lần nữa Di sẽ cho các bạn xem ở cái khu vực ở phía dưới nè. Thì đối với chiếc E200 Exclusive, E180 hay là E300 AMG hoặc là những cái dòng xe sedan bên Di thì hầu như đều không có trang bị cái lớp xe dự phòng. Đó, và E200 Exclusive này được trang bị lớp xe run lát. Đó, lớp xe run lát thì các bạn biết ra nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều khi mà chúng ta di chuyển ở tốc độ cao. Đó, chúng ta sẽ không bị nổ lốp, mất áp suất đột ngột nè. Thứ hai nữa, trong những trường hợp mà xe chúng ta bị đụng bánh, chúng ta có thể là di chuyển với đoạn đường là lên đến 80 km, tùy theo tải trọng cũng như là tùy theo cái đoạn đường đó xấu hay là đẹp các bạn ha. Hầu như là tất cả những cái chiếc xe của Mercedes-Benz bây giờ đều được trang bị hai bô đối xứng với nhau. À, ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem lại một vòng nữa ở bên trong nội thất của chiếc xe E200 Exclusive này. Bởi vì đây là cái chiếc xe mà mới về kho bên Di các bạn, cho nên là các bạn sẽ thấy là có những cái chi tiết bằng ni lông sẽ bọc ghế nè, bọc màn hình cũng như là bọc vô lăng lại các bạn nha. À, ok. Đó, thì bây giờ Di sẽ tháo ra cho các bạn xem để rõ hơn về cái vô lăng này. Đó, về phần nội thất á, thì chiếc xe E200 này đúng là một cái chiếc xe mang cái dáng dấp sang trọng cũng như là cổ điển truyền thống của Mercedes-Benz, là cái màn hình được sẽ ẩn dưới một cái phần táp lô như thế này các bạn.
Đó, các bạn sẽ thấy những cái chiếc xe mà được thiết kế theo phong cách hiện đại á, thì thông thường là cái màn hình nó sẽ được đưa ở lên trên khu vực táp lô như thế này nè. Đó thì như thế là nhìn nó sẽ hiện đại hơn, nhưng mà Duy nghĩ là nó sẽ mất đi cái phần sang trọng vốn có của những cái dòng xe cổ điển ha, đặc biệt là chiếc xe E200 Exclusive này. Đó, gỗ xe của bạn, gỗ mà được ốp trong xe của chiếc xe E200 Exclusive này, đây là loại gỗ ốc chó màu nâu bóng nè. Đó, các bạn thấy biết rồi ha, gỗ ốc chó thì thường được trang bị trên những cái mẫu xe rất là cao cấp, bởi vì các bạn thấy nè, những cái vân gỗ nó rất là đẹp luôn. Thật ra thì hiện tại bây giờ các bạn chỉ có cái dòng xe E200 Exclusive này mới được trang bị hầu như là cái gỗ ốc chó màu nâu bóng thôi, còn lại hầu như là tất cả những cái mẫu xe bên dưới đều không có trang bị cái mẫu xe, không có trang bị cái ốp gỗ này đó. Bởi vì là những cái dòng xe bây giờ hầu như được mang cái thiết kế hiện đại á, khách hàng thích cái phong cách hiện đại hơn đó, hơn là so với cái cổ điển này. Nhưng mà Duy nghĩ là với cái nét cổ điển của chiếc xe E200 Exclusive này, các bạn có đi bao nhiêu năm nữa các bạn, nó cũng sẽ không bao giờ bị lỗi thời đâu. Màn hình của chúng ta là màn hình 12.5 inch cho hai cái màn hình luôn các bạn. Đó, độ sắc nét rất là cao luôn, Duy sẽ mở cho các bạn xem nè. Thật ra với cái màn hình này á, thì nó là màn hình cảm ứng, chúng ta có thể di chuyển rất là mượt mà, cũng như là sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Việt, có ra lệnh bằng giọng nói nữa, cho nên nó rất là dễ thao tác các bạn ha. Ok, thì điểm qua cái phần ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần nâng cấp trong năm 2022 của cái chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive này. Duy sẽ mời các bạn đi xem từ bên ngoài trước nha. Đầu tiên, cái phần mà trang bị nâng cấp của chiếc xe E200 Exclusive phiên bản 2022 này, đó chính là đây các bạn. Các bạn thấy ở ngay lưới tản nhiệt chúng ta sẽ có một cái camera, đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta được trang bị hệ thống camera 360 độ luôn. Đó, giúp cho cái việc lái xe nó sẽ được quan sát toàn cảnh cũng như là an toàn hơn rất là nhiều. Ok, tiếp theo nữa các bạn, Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu. Các bạn sẽ thấy là trên gương chiếu hậu của chúng ta sẽ có một cái đèn hình tam giác. Đó, là đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta lại được trang bị cái tính năng cảnh báo điểm mù. Tính năng cảnh báo điểm mù này thì Duy cũng chia sẻ cho các bạn biết luôn ha. Đối với phiên bản 2022 này, Mercedes-Benz trang bị cái tính năng cảnh báo điểm mù này cho E180, E200 Exclusive, kể cả là E300 AMG luôn. Rất là tuyệt vời các bạn nha. Thì thật ra với tính năng cảnh báo điểm mù này, nó có rất là lâu trên những cái mẫu xe của Mercedes-Benz rồi. Và với năm 2022 này thì Mercedes-Benz mới bắt đầu trang bị dần dần trên những cái mẫu xe ở được lắp ráp ở tại Việt Nam, cũng như là những chiếc xe được nhập về thị trường Việt Nam. Thực ra tính năng này nó không phải là xa lạ đâu các bạn. Thì với cái tính năng này nó sẽ hoạt động như thế nào thì Duy cũng sẽ nói nhanh cho các anh chị và các bạn biết luôn. Đó là cái khu vực cản sao, khu vực này các bạn, hai bên sẽ được trang bị một cái cảm biến ha. Nó sẽ giúp cho chiếc xe chủ chúng ta nhận biết được là có phương tiện giao thông đang di chuyển ở khu vực bên trái hoặc là phía bên phải phía sau. Đó, bởi vì là khi mà chúng ta ngồi bên trong xe, chúng ta nhìn vào gương chiếu hậu có những điểm mà chúng ta sẽ không có thể quan sát được, chúng ta không thể thấy được, chẳng hạn như khi mà chúng ta xe nó di chuyển ở khu vực này nè các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ không thấy được, khi mà chúng ta quẹo trái hoặc quẹo phải, chúng ta không thể nào mà nhìn vào gương chiếu hậu mà chúng ta thấy chiếc xe máy đang di chuyển bên này hết. Thì cái hệ thống cảnh báo điểm mù ở nó nằm ở đây, nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện được có người đang di chuyển ở phía sau đuôi mà chúng ta không thể nào nhìn thấy được trên gương chiếu hậu. Thì với cái tính năng này nó rất là an toàn các bạn. Duy nghĩ là đây là một cái tính năng cực kỳ quan trọng trên những cái dòng xe ô tô bây giờ ha, đặc biệt là với xe Mercedes-Benz. Ok, tiếp theo nữa các bạn, Duy sẽ mời các bạn đi vào bên trong cái phần nội thất. Đây là một cái phần trang bị mà phải nói là Duy cực kỳ thích luôn. Thì Duy nghĩ là chiếc xe E200 Exclusive phiên bản 2021 đáng lẽ nó phải có nhưng không được trang bị, thì giờ đây với cái phiên bản 2022 này, Mercedes-Benz đã trang bị cho em nó hệ thống loa Boommaster 13 loa, công suất là 590W. Đó, thì với hệ thống âm thanh Boommaster này thì các bạn thắc rất là quen thuộc rồi, nó có hầu như trên những cái mẫu xe cao cấp của Mercedes-Benz, chẳng hạn như dòng xe S450 hoặc là S450 Luxury luôn. Cái thói quen mà lái xe của Duy, các bạn khi mà Duy lên xe thì Duy phải mở nhạc ha. Đó, và hệ thống âm thanh, đây là một cái điều mà Duy cực kỳ coi như là để ý. Đó, thì giờ đây E200 nó càng làm cho Duy thích hơn với cái mẫu xe phiên bản 2022 này. Tiếp theo nữa các bạn, một cái tính năng nhỏ thôi nhưng mà S200 Exclusive lại được trang bị cho năm 2022, đó là tính năng
sạc điện thoại không dây. Đó, Duy chỉ cần để cái điện thoại vào đây là sẽ sạc được rồi. À, thì thật ra là với cái lần nâng cấp này cho 4 cái option Mercedes-Benz tăng thêm cho E200 Exclusive phiên bản 2022 này là 160 triệu cho 4 món nè. Duy sẽ kể lại các bạn nha. Hệ thống camera 360 độ nè, tính năng cảnh báo điểm mù nè, hệ thống loa Boommaster nè, tính năng sạc điện thoại không dây. Với 4 cái tính năng này thì Duy nghĩ là với 160 triệu đó, nếu mà các bạn tự trang bị thì không thể nào mà các bạn trang bị được. À, ok, thì các bạn thấy cái chiếc xe E200 Exclusive phiên bản 2022 này có đáng sở hữu không các bạn? Thì các bạn hãy comment cho Duy biết. Ok, bây giờ Duy sẽ xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là đặc biệt chiếc xe E200 Exclusive này thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.